chơi cho nên tao không có độ. Ê, không có độ nghe. Độ. Trời ơi. Số ra liền. Chị thân ở đây. Tôi nè, mông một mông lực một lực. Tại biết sao không? Ôi. Em á chưa có đủ tên tuổi để ngang bằng để chị chửi lộn. Đủ tuổi chi trời, nhà gì cũng đủ rồi. Em mà em đậm quá vậy xin lên. Ờ em làm lạ mà. Ờ cái này bóng nha, cái bóng như cái đồi vậy đó. Bóng như cái nọ. Kìa. Ngon quá vậy trời. Ai? Phương Phương hả? Phương Phương. Ủa. Phương quá hả? À ui. Đừng vô lây á. Mũi xin lên. Chuyện có giờ này sửa mũi. Em sợ người ta không biết em bóng. Ai chồng em nè mọi người. Mấy cúc dữ vậy. Chồng em. Chồng đâu phải chồng em đâu. Chồng em mà. Phải đâu. Chồng em nè. Các anh chính nhạc cũng là chồng em luôn. Em nhiều chồng quá vậy. Ồ. Vậy là em đụng ai cũng hốt hay sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Tại em là con gái. Không, xin để em là em không có tình duyên lận đận lắm á. Tình duyên lận đận á kìa. Ờ em nhờ Sơn lại chụp trong đi. Biết là tính ra xin lỗi hôm bữa em chụp trong cho nó rồi. Rồi chụp trong rồi. Em rất là đẹp. Trời ơi, đánh thiệt có mọi người, đánh thiệt nha mọi người nha. Bây giờ mà có quay YouTube tao cũng đánh mày đó, tao đâu có sợ đâu, tao đâu có ăn tiền của YouTube đâu mà tao phải sợ. Tao là ai đừng mà. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, mày cũng hủi tôi, mấy má ơi. Em cũng đã hủi, tôi sợ quá. Đi Cưng, quan nghĩ cho qua đi Cưng, đừng có mua. Nói chung chị là chị của em, cho nên chị muốn nói gì em vẫn nghe theo lời chị, em không có cãi. Như là khác là miễn bạn nha em. Đời em chỉ có hai người, một là mẹ em, hai là người tạo cho em cơ hội và người mà cái gì đó cho bản thân em. Còn ngoài ra là không có ai làm cha làm mẹ được. Nghe chưa bà em? Đó, thấy là tóc đai của Phương Phương mà thấy nghe chưa còn. Đó, đó, tại sao mình ở nhà mình cãi lộn ba mẹ mình, cãi lộn mình thấy người khác đúng không? Nhưng mà những người mình quý, mình tôn trọng thì mình sẽ không bao giờ mình cãi lộn. Tại vì người đó người ta tốt, người ta giúp mình. Chứ chắc chỉ anh em ruột đã tốt còn hơn người ta. Tóc này hồng con hay là tóc ngắn ra? Không, em thấy tóc này dễ thương hơn. Thôi đừng có khen. Sủ nhìn mặt hả? Có nhìn thấy ghê. Giống như cóc gì mới được. Búp bơ biết đi không? Búp bơ biết đi. Đi cái màn sao đi. Đi cái màn sao. Quay lại sao? Sao? Hay ghê. Phu Phương đang bên tình nhân nha. Ê! Nói mày bà Sủ. Có quay chúng ai đâu. Quay đó được á. Bán quả không được á. Gì? Yeah. Quay nó bán quả. Làm ơi. Chứ sao? Ủa Phương thấy mới đăng hình đi dường cho không? Đúng rồi. Đi với cái anh nào? Dương Quá. À, Dương Quá. Lòng đi Dương Quá. Hello, xin chào. Lâm xin chào kênh của Vodet Vũ Thu Phương Cái Di Chiên nha. Cả nhà ơi, sắp lại là thứ hai đã bán lại rồi nha. Cả nhà đừng quên ủng hộ nha. Đó là ngày mấy ngày hôm nay là hai chị em đi diễn, đi show đồ này kia ở Bình Thuận. Thì thứ hai sẽ quay về quậy lại tại quán để cho phục vụ cho mấy anh chị những ngày làm việc cực nhọc. Tối mình có thể ra 3-4-9 Ngô Gia Tự để mình thưởng thức ăn những món ngon của bên quán, cũng giống như là nước uống nè. Rồi đặc biệt là mình sẽ được giao lưu những ca nhạc như những bạn trẻ như Hoàng Long nè, rồi Simlet nè, chị Phương nè, chẳng hạn lâu lâu sẽ có Kala xuất hiện. Tại vì Kala cũng cuộc sống mưu sinh, cũng làm tại tiệm, cho nên là lâu lâu mới qua chơi. Còn bình thường thì đi quay với chị Phương. Cho nên cả nhà nào có yêu thích thì cứ qua điểm 3-4-9 buổi tối sẽ tập tụ những chị em đến để mà ăn uống, rồi mình có thể vui chơi, kể những câu chuyện của cuộc sống hàng ngày rồi kia. Thì đó, và bây giờ thì trong trang phục của Vũ Hương Phương đó, nữ siêu nhân đó, màu xanh đó. Thế giới đem lùi nè, không lâu. Đó, để em chào cho chị. Tôi má con chào cái giới vô đó. Này em công chúa quá. Giống, giống tấm cám đi dự hội vậy. Ừ, giống hai chị em không? Có coi công chúa mà công chúa trắng, công chúa đỏ trong phim chị cũng thích không chị? Đó, đó, đó đây là bụi trẻ và em là công chúa. Ở dưới có hai mình hát lại rồi. Không thưa chị. Đi đó. Ơ em đi đâu vậy? Ê xuống rồi. Đây là mọi người em là bé mén. Đây là em là bé mén nha mọi người. Em mới vô nghề á. Thấy cái gì á? Ủa là em hát lô tô hay là em làm? Không, em bán vé. Em bán vé hả? Mà bán vé có làm gì đâu. Dạ? Ý là ngoài bán vé em có làm gì? Dạ hồi em bán vé không à. Cái gì ấy, tôi đi quên tay bạn này. Rồi, em bán vé xả nha mọi người.
Này hôm nay team tụi em đã ăn hải sản nha cả nhà nha. Ngày thứ hai tại biển Cổ Thạch nè cả nhà. Ui, trời ơi. Đó, cua ghẹ nè, sò điệp nè. Còn mực với lại bạch tuộc nữa. Hello nha cả nhà, hiện tại mình đã giữ được Phương đang có mặt tại bãi biển Cổ Thạch nha. Đó thì bây giờ là em sẽ quay toàn cảnh biển Cổ Thạch cho mọi người xem. Đó, hiện tại là bây giờ là nhóm tụi em sẽ đi chợ kêu hải sản nè, kêu bạch tuộc nè, mực nè, ống tỏi nè, rồi nè. Ôi, nãy gì ghẹ hả cua? Ghẹ, không? Cua gì? Để lên miệng đi. Phút chụp hình đi Phút. Sáu được rồi. Đó, bây giờ là em sẽ đi chợ nha cả nhà nha. Đó, chị Út sẽ đảm nhiệm đi chợ. 600 người lấy 20 kg. Số lượng nhiều. Ê. Đó, bây giờ là tụi em sẽ hỏi giá cả này kia kia nọ. Đó, sẽ lựa ghẹ với lại 20 kg lận á. Sao con quay YouTube mẹ vui vẻ đi mẹ, bớt đi. Năm nào cũng ăn của mẹ, không có bỏ mẹ đâu. Đó, một chút xe sẽ lên mâm rồi sẽ làm chế biến này kia kia nọ. Sẽ quay một cái clip hoàn chỉnh cho mọi người nha. Khâu bên đây là muối tiêu chanh cả nhà ơi. Miếu tiêu chanh rất là ngon nha, chem đường với nha chị. Chem đường vô nha. Đó, muối tiêu chanh nè, đường nè. Không có muối tiêu xanh ha. Ờ. Đó, có đường nước chấm nè, ai ăn chua thì bỏ chua, ai ăn ngọt thì xin đường. Đó. Thì một chút nữa sẽ có tất cả các chị em, những chị em trong đoàn LGBT sẽ giống như là ca hát rồi trình diễn thời trang để mà phục vụ tất cả mọi người. Đó, một năm thì tụi em đi một lần, hai lần nha cả nhà nha. Đây là chị Út bé, bé chúng nó gia đình em, đi chợ rất là nhiều. Chị ơi, chị em hỏi là mình muốn làm cái gì vậy chị? Vậy con nói được rồi. Mấy con được rồi mẹ. Thằng là con thằng. Cái này như đây thôi hả? À? Ơi, trời ơi, lăn xăng. Rồi bây giờ là sẽ chế biến nha. Một chút nữa em sẽ quay thành phẩm cho mọi người xem. Rồi bây giờ thì mọi người tới chùa nha cái nhà. Đang ngồi view biển ở đâu? Dạ, view biển để mà uống nước. Chị này như bán nước ở dưới gì mà không? Chị đó. Ủa ôi. Gì vậy? Ném ống kính. Ném ống kính là chưa được quay hả? Hãy xin phép. Đó chứ bây giờ tụi em chuẩn bị uống nước rồi nghỉ mệt nha cả nhà nha. Có một cái người có một cô con gái rất là xinh đẹp đang đi xuống biển kìa mẹ. Kệ quay ở dưới quay. Rồi bây giờ sẽ phóng gần cô xinh gái xinh đẹp đâu. Nè. Đâu rồi? Ở dưới kìa. Bên đây nè. Cô đó thì Simili hay gì á? Đây là chồng của Ly Sàn nha. Ôi trời ơi. Đây là chồng của Mỹ Phương. Gì vậy má? Đây nè. Đây là con của người đã qua. Tụi đây là chồng của Mỹ Trâm. Trời ơi. Hưng Hưng, Gia Hưng gì đó. Gia Hưng, Gia Hưng. Tụi đây là anh Dũng. Đồng chí Khôi với đồng chí Dũng. Hai đứa là Khôi. Giờ mình đang tham quan ở chùa nha, cái gọi là chùa Ông. Hello cả nhà nha, hiện tại tụi em đang có mặt tại chùa. Dạ, chùa tại Cổ Thạch nha cả nhà. Đó thì lâu lắm rồi mọi người không biết đó. Thì tụi em đang ở trên chùa thì năm nào cũng đi hết. Thì bây giờ bắt gặp một cô. Dạ, dạ là ngoại. Ngoại này là hồi xưa là bán nước cho chủ cái hang đi đường lên chùa đó cả nhà. Đó thì bây giờ là tụi em sẽ giống như là hùng vô. Giống như là anh chị nào mình có 30, 50, 100 đó. Mình hùng vô được bao
nhiêu bao nhiêu đó, mình giúp cho ngoại này kia kia đó. Thôi mày ơi. Mấy cái giò. Đưa hai tay cho ngoại, đưa cho ngoại, gửi cho ngoại. Nó cho tụi con gửi ngoại, ngoại không nghe đâu. Nó tụi con gửi cho ngoại nha. Dạ. Ngoại ăn uống, diễn tả đi, diễn tả nó ngoại ăn uống. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ồ, đúng rồi, đúng rồi ngoại, dạ. Ngoại ăn uống giữ sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Ngoại cảm ơn mọi người á. Dạ. Cảm ơn ngoại nha. Ủa là ngoại không có bán nước hả anh? Dạ, giờ hết bán nước. Dạ, thường thường là ngoại bán nước đó, mà bây giờ ngoại học bệnh nên không có bán nước nữa cả nhà. Cho nên những anh chị em bạn bè nào mình đi Cổ Thạch đó, đi chơi lên chùa đó, mình thấy ngoại chỗ hang đó, mọi người có thể ủng hộ ngoại nha. Đó, bây giờ thì tụi em chuẩn bị lên đường kế tiếp. Tại hôm nay là tụi em đi 4 chỗ lận. Dạ, đi chùa nè, rồi đi qua mộ cô Mây, rồi đi vườn nho, rồi đi chỗ chùa Sa Mạc nữa. Cho nên có gì là em sẽ quay clip kế tiếp nữa. Tại hôm nay Lâm bị bệnh đó, cho nên không có quay nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Đợi chị với 10.100. Hello cả nhà nha. Hiện tại bên đấy chỗ Đô Phương đang có mặt ở dưới chùa đó, thì tụi em đi chùa xong là đi ghé xuống đây, là có mấy anh chị cô dì chú bác mình bán xiên xăm xiên sáo này, hay là chè ngũ chôm rồi đó. Đó cả nhà có thể ăn ủng hộ, uống ủng hộ mấy cô đó. Có Tuyết Yến lấy cái gì của người ta ăn vậy, cái đó gì vậy? Coi đấy, vậy coi cho biết. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn chị Phương nha. Ok. Lấy tôi ăn, xuống. Đó thì đây em sẽ quay khung cảnh trước khi mọi người vào chùa. Tại vì bây giờ là tụi em hồi nãy lên chùa là không có quay, tại đi xe ôm vô quá cả nhà. Cho nên bây giờ em đi bộ ra em sẽ quay được một đoạn. Đằng trước em là chị Út bán nước. Đó. Vậy thôi chứ nãy giờ nói sóc nói xiên nói sỏ em không á mọi nhà. Nói em là có iPhone rồi quay clip rồi chụp hình rồi nhiều hơn. Để quay giùm chị em đi. Ủa, lộn. Ủa là chị nuôi dê. À ok, rồi lấy mía cho dê ăn đi con. Đó tụi em ăn. Dê con đâu? Dê con đâu? Ờ dê con vậy tụi ăn dê con. Ủa? Ăn dê con nè. Bè. Ôi đã quá bè dê. Cái này là dê con mà. Nè, còn cái chú này là dê người ta. Ủa? Ủa? Xu vậy? Chú này là chú khỉ. Ủa chú ơi, cho con, tụi con hỏi là đường nào đi ra về nhà chú? Hạnh xích nằm canh con quả chứ đâu nè, cây khế nè. Còn con quả đâu? Quả nè! Quả nè! Thưa cả nhà, bây giờ là tụi em sẽ chuẩn bị đi đổi cảnh nha cả nhà nha. Dạ, bây giờ là nho rồi này kia nọ tụi em đã tham quan xong rồi và đã quay cho cả nhà rồi. Đó, thì bây giờ là tụi em sẽ... Đó.